Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh phường 10 quận 8. Đây là khu vực dốc cầu Nguyễn Tri Phương, đường Phạm Hùng và đường Ba Đình. Phía trước là chợ Ba Đình, tọa lạc tại đường Ba Đình. Bây giờ Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng Phước Yên đi tham quan phường 10 quận 8. Đầu tiên là đi vào chợ Ba Đình. Phía bên trái là trạm y tế phường 10. Đến ngã ba phía trước, rẽ trái là đường Giả Tượng. Phía bên phải là miếu Quan Thanh. Đây là khu vực cuối đường Ba Đình, đến ngã ba phía trước đường Khách Ngang là đường Hưng Phú. Nhìn phía đối diện là Ủy ban Nhân dân phường 10. Bây giờ Phước Yên đi qua bên kia đường là đường Ủ Cây.
đường ủ cây nằm dọc theo rạch ủ cây. Rạch ủ cây là ranh giới giữa phường 10 và phường 11, nhìn về phía trước là cầu Hiệp Ân 2. Đây là khu vực cuối đường ủ cây tiếp giáp với đường Nguyễn Duy. Dòng kênh đôi chảy qua khu vực này, nhìn qua phía bên kia sông là phường 5 quận 8. Cầu Hiệp Ân 2 tọa lạc trên đường Nguyễn Duy đi qua rạch ủ cây kết nối phường 10 và phường 11 quận 8. Phía bên trái là công an và ban chỉ huy quân sự phường 10. Đến ngã ba phía trước, rẽ trái là đường Giả Tượng, đi thẳng đường Nguyễn Duy tại khu vực này thuộc địa phận phường Chính. Đường Giả Tượng tại khu vực này, phía bên trái là thuộc địa phận phường 10, phía bên phải là thuộc địa phận phường Chính. Đến ngã tư phía trước, đường cắt ngang là đường Hưng Phú. Đến ngã ba phía trước, đường cắt ngang là đường Ba Đình, nhìn đối diện là miếu Quan Thánh. Bây giờ Phước Yên rẽ trái vào đường Ba Đình.
Cuối đường Ba Đình tiếp giáp với đường Hưng Phú, nhìn đối diện là Ủy ban Nhân dân phường 10. Nhìn phía trước là khu chợ xóm Củi. Toàn cảnh Ủy ban Nhân dân phường 10. Bây giờ Phước Yên đi vào tham quan đường Ủ Cây, nằm dọc theo rạch Ủ Cây. Rạch Ủ Cây tại khu vực này là ranh giới giữa phường 10 và phường 11. Nhìn phía trước là cầu Nguyễn Tri Phương. Bây giờ Phước Yên rẽ phải đi tham quan đường Phạm Hùng. Đến ngã ba phía trước rẽ phải vào đường Ba Đình là khu chợ Ba Đình. Đường Phạm Hùng tại khu vực này, phía bên trái là thuộc địa phận phường 9, phía bên phải là thuộc địa phận phường 10. Bên phải tại khu vực này là chùa An Phú.
phía trước là cầu Chánh Hưng, đường cách ngang ngay ngã tư là đường Hưng Phú. Bây giờ Phước Yên rẽ phải vào đường Hưng Phú. Đường Hưng Phú tại khu vực này, phía bên trái là thuộc địa phận phường 9, phía bên phải là thuộc địa phận phường 10. Đến ngã ba phía trước rẽ phải vào là đường Lưu Quý Kỳ. Đến khu vực này là cuối đường Lưu Quý Kỳ. Bây giờ Phước Yên quay trở lại ra đường Hưng Phú. Đến ngã tư phía trước đường cắt ngang là đường Giả Tượng. Vừa qua ngã tư này, hai bên đường là thuộc địa phận phường 10 quận 8. Đây là khu vực cuối đường Hưng Phú. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh phường 10 quận 8. Phước Yên xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con cô bác ở những video sau.